Nếu bạn đã dùng kem V7 rồi thì sẽ thấy được kem V7 nó hiệu quả như thế nào rồi. Không phải tự nhiên có nhiều người mua xài đâu, nó phải có tác dụng làm trắng da, mịn da thì mới được nhiều người tin và mua xài như thế. Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt kem V7 Toning Light, loại full size 50ml để bạn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Đồng ý là xài hàng giả cũng đẹp da đó, nhưng mà có khi vài tháng sau hoặc đến tận nửa năm sau, bạn mới thấy được cảnh da bạn bị hàng giả tàn phá nghiêm trọng như thế nào. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bên tay trái của mình là hàng giả, còn bên tay phải là hàng thật. Nhìn từ bên ngoài như thế này thì gần như là không phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả, vì chúng quá giống nhau. Cũng vì chúng quá giống nhau như thế này nên rất nhiều bạn đã mua phải hàng giả, nếu như không có kinh nghiệm thì bạn sẽ rất dễ bị lừa. Ngay cả ở chỗ tem chống giả này, mẫu cũ trước đây nhìn qua sẽ thấy được sự khác nhau, còn bây giờ thì họ làm giống như hàng thật luôn rồi. Và bây giờ nếu như check kem theo cách cũ, bằng cách check tem chống giả này, thì cũng không thể phân biệt hàng thật giả nữa đâu, vì hàng giả cũng cho kết quả giống như hàng thật. Nếu như hàng cũ trước đây, bạn kiểm tra theo cách này thì sẽ phân biệt được thật giả. Đầu tiên bạn hãy mở camera lên. Sau đó chọn vào quay video. Tiếp tục bấm chọn bật đèn flash lên. Nhớ là bật đèn flash này lên thì mới kiểm tra được nhé. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra hàng chính hãng trước, bạn hãy nghiêng một góc 45 độ, và chiếu vào trong phần màu vàng, nếu có hình dấu cộng thì là hàng chính hãng. Tiếp theo mình sẽ thử kiểm tra ở kem V7 hàng giả mẫu cũ, đây là mẫu kem giả cũ mà shop mình có làm video phân biệt trước đây, nhớ là mình đang kiểm tra kem V7 giả mẫu cũ nhé, tí nữa mình sẽ kiểm tra kem V7 hàng giả mới. Thì bạn có thể thấy với mẫu hàng giả trước đây, thì bạn có kiểm tra thế nào cũng không ra dấu cộng giống như hàng thật. Hàng thật nếu chiếu camera vào, nghiêng một góc 45 độ sẽ thấy được dấu cộng. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra kem V7 hàng giả mẫu mới nhất, để bạn có thể thấy được họ làm giả tinh vi đến mức nào. Đầu tiên bạn hãy cũng mở camera lên. Sau đó chọn vào quay video. Rồi chọn bật đèn flash lên như thế này để có thể kiểm tra. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra hàng giả mẫu mới nhất hiện tại nhé. Bạn hãy chiếu camera đã bật đèn flash. Nghiêng một góc 45 độ, và chiếu vào phần màu vàng, bạn cũng sẽ thấy hàng giả bây giờ cũng đã có dấu cộng. Nó cũng có dấu cộng giống như hàng thật, nên bây giờ kiểm tra hàng giả, bằng cách check tem như thế này không còn chính xác được nữa. Bên tay phải của mình là kem V7 Toning Light hàng chính hãng, mình sẽ kiểm tra cho bạn xem, hàng chính hãng cũng là dấu cộng giống như kem V7 giả bên tay trái. Như vậy là kiểm tra bằng tem chống hàng giả này, thì của hàng thật và hàng giả cũng đều cho ra kết quả giống nhau, nên bây giờ mua kem kiểm tra cách này không còn chuẩn nữa. Ngoài vỏ hộp mọi thứ đều giống nhau, chúng chỉ khác nhau một chỗ duy nhất, đó là chỗ in ngày tháng hạn sử dụng, mà cũng phải có hai hộp thật và giả thì mới nhìn thấy được sự khác nhau này. Ngay sau đây mình sẽ chỉ cho bạn những điểm khác nhau, để bạn có thể phân biệt được hàng thật và hàng giả. Với hộp kem bên trong thì bạn có thể nhìn thấy kem V7 giả bên tay trái, chữ được in nhòe, không rõ nét như hàng thật bên phải. Nếu là hộp kem chất lượng với giá thành cao, thì ấn tượng đầu tiên đập vào mắt phải là nét chữ rõ ràng. Đằng này kem giả lại in không rõ nét, bị nhòe chữ. Bây giờ kem giả cũng có niêm phong ở trên nắp như thế này, và hàng giả này thì lại bị dán lệch, không ngay ngắn như hàng thật. Ở dưới đáy hộp kem cái nhãn này của hàng giả được dán không kỹ càng, nên nó bị bong ra, có nghĩa là họ không quan tâm lắm đến việc đóng gói. Bạn cũng sẽ thấy được kiểu chữ in, bên hàng thật rất khác với hàng giả. Đầu tiên là phần chữ trên này, chúng khác nhau hoàn toàn. Tiếp theo là phần chữ bên dưới này, nó cũng khác nhau. Hình logo bên này nữa, nhìn thấy được sự khác nhau rõ ràng. Và cuối cùng là chỗ in ngày tháng hạn sử dụng, chúng khác nhau một cách rõ rệt. Khi mở nắp hộp kem ra, bạn hãy để ý, nếu là hàng chính hãng thì nắp chặn kem bên trong, được đánh số ở đây, trong khi đó hàng giả thì không có. Số này in rất nhỏ, nên bạn phải nghiêng dưới ánh sáng mới thấy được. Có thể số dập nổi là 1, 2, 3, 4 tùy lô, chứ không nhất thiết là số 2 như trong video này. Và phần quan trọng nhất bạn cần phải xem trong video này, chính là so sánh chất kem giữa kem thật và kem giả. Kem thật bên tay phải có mùi thơm rất dễ chịu, còn kem giả bên tay trái cũng có mùi thơm như mùi thơm rất khác so với kem thật.
Và như bạn nhìn thấy, thì kem giả bên trái nó rất loãng, chỉ cần nghiêng qua là nó có thể chảy ra ngoài. Trong khi đó kem thật thì bạn có thể úp lật ngược lại, nhưng kem vẫn không hề chảy ra. Nếu như bạn đã xài kem V7 chính hãng rồi, thì rất dễ dàng để phân biệt với hàng giả. Còn nếu như bạn chưa bao giờ xài, rất khó phân biệt. Và nếu mua lần đầu thì bạn nên mua ở shop uy tín và bán hàng có tâm nhé. Hy vọng qua video này bạn đã biết cách phân biệt và nên sử dụng hàng chính hãng để tránh hư da mặt về lâu về dài rất đáng tiếc.